Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở phần 32. Chủ đề của cái phần 32 này là Xiao Xian Cheng Yi Nian Chan Chi Shi Wan Tun Po Luo. Xiao Xian Cheng Yi Nian Chan Chi Shi Wan Tun Po Luo. Mình sẽ giải thích ý nghĩa của nó nha. Xiao Xian Cheng là một cái huyện nhỏ thôi. Xian Cheng là huyện. Xiao Xian Cheng là huyện nhỏ. Yi Nian Chan, một năm sản xuất, từ sàn này tức là sinh sàn là sản xuất, chi sử quan tuân 70 vạn tấn tức là 700.000 tấn, bố lũa là cái trái thơm. Như vậy là một huyện nhỏ mỗi năm sản xuất 700.000 tấn thơm. Thì bố lũa thấy có người dùng là, như bên Đài Loan dùng là phân lĩ gì đó, không biết là nó có khác cái chủng loại hay không. Mình đọc lại một lần nữa rồi chúng ta vào bài. Xiao xiên chẩn yi nén chàn chi sử quan tuân bố lũa. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần, và cũng theo đề nghị thì mình vẫn để chữ như vậy để cho mọi người có thể dò theo. Còn nếu bạn nào muốn luyện nghe không thì các bạn có thể không nhìn vào chữ cũng được ha. Mọi người bắt đầu nghe nào. Xu Wen Xian shi Trung Quốc de yi ge xiao xian cheng. Mei nian si yue, zhe li de ren men fei chang mang. Yin wei zhe shi shou bo luo de shi jian. 1926 年, 这里开始有菠萝这个水果。 人们觉得这个水果非常好吃, 所以这里很多人开始种菠萝。徐闻还有很多好吃的东西,好吃的小吃。 这里的人们都爱吃羊肉粥。 很多人说他们早上、中午、晚上都喜欢吃羊肉粥。 Và sau đây thì mình sẽ vào nội dung chi tiết nha. Xu Wen Xian là huyện Từ Văn. Cái Xu này là họ Từ, Wen là chữ Văn. Văn cái nghĩa nó là nghe, và có một nghĩa khác nữa là ngửi. Ví dụ Wen Xian shi ma chui, tôi ngửi thấy một cái mùi hôi thối gì đó chẳng hạn. Wen là Văn. Cái nghĩa hồi xưa là nghe, có câu là văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình đó. Tức là đã từng nghe tiếng, nghe tên tuổi rồi, nhưng mà chưa có gặp mặt. Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình. Rồi, còn từ văn trong tiếng Hán hiện đại giờ người ta dùng nhiều đó là quẩn. Quẩn tức là ngửi. Rồi, còn xỉ quẩn là từ văn, tên một cái huyện thôi. Xỉ quẩn xen, huyện từ văn. Sư Trung của tờ dĩ cái xèo xen sẩn là một cái huyện lỵ nhỏ hoặc là một huyện nhỏ của Trung Quốc thôi. Sư Trung của tờ yi ge xiao xian cheng. Mei nian si yue, tháng tư hàng năm. Mei nian si yue, zhe li de ren men, mọi người ở đây fei chang mang, tức là vô cùng bận rộn. Zhe li de ren men fei chang mang. Yin wei zhe shi, bởi vì đây là cái gì nào? Shou bo luo de shi jian. Shou tức là sâu hoa, là thu hoạch. Sâu bố lũa tờ giữa chén là thời gian thu hoạch mấy cái quả thơm. Bởi vì đây là thời gian thu hoạch thơm. 1926 年, năm 1926, trở lì khai sử dồ bố lũa trở cơ sử của. Năm 1926, nơi đây bắt đầu có trở lì khai sử dồ bố lũa, là có cái quả thơm. Bố lũa trở cơ sử của dịch là có quả thơm này. Có cái loại thơm này, tức là có cái loại thơm này, ta hiểu nó gì? Rỉnh mến chế tờ trơ cơ sử của phi chẳng hào chứ. Rỉnh mến chế tờ, mọi người cảm thấy trơ cơ sử của, tức là trơ trùng sử của cũng được, cái loại trái cây này phi chẳng hào chứ là vô cùng ngon hay là cực kỳ ngon. Phi chẳng cái nghĩa nó mạnh hơn hình. Chúng ta xem bên dưới. Đầu tiên chúng ta có từ bì treo là khá thôi. Ví dụ bì treo hào chứ là khá ngon thôi. Mạnh hơn là hỉnh hào chứ là rất ngon. Rồi mạnh hơn nữa là phi chẳng hào chứ là cực kỳ ngon. Như vậy cái mức độ á, ba cái từ mà mình ghi trong cái lưu ý màu vàng bên dưới đó là những cái phó từ chỉ mức độ. Thì đầu tiên là thấp hơn là bì treo, rồi mạnh hơn một chút là hình, mạnh hơn nữa là phi chẳng. Còn nếu mạnh hơn nữa ta có từ chơi, chơi hào chứ là ngon nhất, thì không có cái nào qua được. Thì đó là so sánh nhất rồi.
Rồi mình đọc lại cái câu trên nó một lần. 人们觉得这个水果非常好吃, 所以这里, cho nên ở đây, 所以这里, 很多人开始种菠萝, rất nhiều người, 开始 là bắt đầu, 种菠萝 là trồng thơm. Xu Wen hái dồ, hẳn hào chứ tờ xèo chứ. Xu Wen hái dồ, ở từ văn này còn có hẳn hào chứ tờ xèo chứ, là những cái món ăn nhẹ rất ngon. Hẳn hào chứ tờ xèo chứ, những món ăn nhẹ là những món không phải là những món ăn chính, những món ăn vặt phụ thôi. Trơ lì tờ rỉnh mến, người dân ở đây tô ai chứ giảng rô trố. Tô ai chứ là đều thích ăn. Từ ai này nghĩa mạnh hơn là từ xì hoan. Nếu mà nói là tô xì hoan thì là đều thích. Còn tô ai chứ là đều rất thích. Ta có thể dịch như vậy. Ăn cái gì nào? Giảng rô là thịt dê. Giảng rô trâu là cháo thịt dê. Trâu đây là cháo. Hành tố rỉnh số. Hành tố rỉnh số là rất nhiều người nói. Tham ơn chào sang, trung ngủ, hoàn sang. Họ đó, buổi sáng nè, buổi trưa nè, buổi tối, tô xì hoan chứ giảng rô rô, đều thích ăn cháo dê, cháo thịt dê. Rồi sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc và đọc theo một lần nhé. Xu Wen xiàn shì Trung Quốc de yī ge xiǎo xiān chéng. Mèi nián sì yuè, 这里的人们非常忙。每年四月，这里的人们非常忙。因为这是收获菠萝的时间。因为这是收菠萝的时间。 1926年, 这里开始有菠萝这个水果。 人们觉得这个水果非常好吃。 所以这里很多人开始种菠萝。徐闻还有很好吃的小吃。这里的人们都爱吃羊肉粥。 很多人说，他们早上、中午、晚上都喜欢吃羊肉粥。Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần 32 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả, và nhớ nghe đi nghe lại nhiều lần, học thuộc kể lại được, rồi các bạn hãy qua phần mới. À, xin chào mọi người nhớ cho thầy một like nhé.